Kim Hee-sun, huyền thoại dây buộc tóc 4 tỷ, khẳng định đẹp hơn Kim Tae-hee. Nhắc đến những nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ba cái tên Kim Tae-hee, Song Hye-kyo và Jeon Ji-hyun. Tuy nhiên, ngoài top 3 tường thành nhan sắc này, vẫn còn một gương mặt đáng chú ý khác khiến công chúng không thể nào quên. Đó chính là nữ diễn viên kỳ cựu Kim Hee-sun, người phụ nữ tự tin khẳng định mình đẹp hơn cả đàn em Kim Tae-hee. Sinh năm 1977, Kim Hee-sun là một cái tên luôn có đủ sức nóng mỗi khi xuất hiện, thậm chí còn là bảo chứng cho sự thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào cô góp mặt. Giữa lớp lớp các thế hệ diễn viên mới và cũ, giữa đa dạng những hương sắc của K-pop xưa và nay, cái tên Kim Hee-sun vẫn được săn đón. Vậy đâu là lý do khiến Hee-sun không bị chìm nghiễm giữa vô vàn chớp tắt của hào quang K-pop? Ở Hàn Quốc, ngoại hình chính là một yếu tố quan trọng và hỗ trợ rất nhiều cho công việc. Bất kể đó là việc công sở bình thường hay là những công việc phục vụ số đông công chúng như nghệ sĩ biểu diễn, ca sĩ, MC, v.v. Giữa một rừng mỹ nhân K-pop từ giàu kéo nhiều đến giàu kéo chút hay không giàu kéo, Kim Hee-sun chính là một trong những số ít người nổi tiếng của Hàn Quốc sở hữu vẻ đẹp tự nhiên gần như hoàn hảo, từ gương mặt cho đến vóc dáng. Nếu như bộ ba Tae-hee được xem là ba mỹ nhân có gương mặt đẹp tự nhiên của K-pop là Kim Tae-hee, Song Hye-kyo và Jeon Ji-hyun, thì có lẽ xét về tổng thể cả gương mặt, vóc dáng lẫn thần thái, Kim Hee-sun mới chính là cái tên nổi bật hơn cả. Trong khoảng thời gian từ giữa thập niên 1990 đến những năm 2000, Kim Hee-sun luôn là cái tên không bao giờ vắng mặt trong các cuộc bình chọn diễn viên xinh đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc. Đây được xem là thời kỳ đỉnh cao của cô mà chắc chắn không một gương mặt nào có thể sánh bằng. Năm 1992, Kim Hee-sun giành được giải thưởng lớn tại cuộc thi tuyển chọn gương mặt đẹp và bắt đầu chính thức hoạt động trong giới giải trí Hàn với công việc người mẫu cho các đoạn phim quảng cáo từ năm 1993, khi cô mới 16 tuổi. Tông da khỏe mạnh cùng với gương mặt thon gọn thanh tú, đôi mắt to tròn hai mí, lông mày cong xanh điều, sống mũi thẳng cao tự nhiên chính là những đặc điểm nhận dạng thương hiệu vẻ đẹp trời phú của Kim Hee-sun. Đó là vẻ đẹp mà bao phụ nữ Hàn ước ao khao khát, phải bỏ tiền để mua mà chưa chắc đã sở hữu được. Gương mặt của cô chính là chuẩn mực nhan sắc của phụ nữ Hàn Quốc thời kỳ đó, và cho đến tận bây giờ, có thể thấy chuẩn mực ấy vẫn chưa hề thay đổi. Đó là lý do tại sao mà các bác sĩ thẩm mỹ đã từng bình chọn Kim Hee-sun là gương mặt đẹp nhất Hàn Quốc. Theo đó, gương mặt của cô có tia lệ vàng với những đường nét cân đối đến hoàn hảo. Có bác sĩ thẩm mỹ thậm chí còn thốt lên, gương mặt hoàn hảo này chắc trăm năm mới xuất hiện một lần. Ngoài gương mặt xinh đẹp được nhiều người mơ ước, Kim Hee-sun còn sở hữu vóc dáng mảnh mai với chiều cao và cân nặng lý tưởng. Có thể thấy là nếu so với bộ ba Taekyoji, chiều cao và vóc dáng của Kim Hee-sun hơn hẳn đàn em Kim Tae-hee và Song Hye-kyo. Tất cả những yếu tố đó đã làm nên một Kim Hee-sun với ngoại hình hoàn hảo đáng ghen tị trong mắt công chúng. Huyền thoại dây buộc tóc 4 tỷ. Với lợi thế ngoại hình cộng với một giải thưởng nhan sắc gây chú ý, năm 1993 khi mới 16 tuổi, Kim Hee-sun bắt đầu có cơ hội chuyển từ công việc người mẫu sang diễn viên với bộ phim truyền hình dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, Giáo viên khủng long của đài SBS. Năm 1996, cô tham gia một bộ phim truyền hình khác là Màu sắc và chạm ngò điện ảnh với phim Trận tranh vé vớt với Giang Dong-gun, nhưng đáng tiếc là không nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, với khả năng diễn xuất bài bản và được đào tạo từ trường lớp và những ưu điểm ngoại hình của mình, cô vẫn xuất hiện đều đặn trong các phim truyền hình. Trong 3 năm từ năm 1997 đến 1999, Kim Hee-sun đã góp mặt trong 9 drama và bắt đầu được khán giả nhớ mặt, nhớ tên rồi yêu thích từ 3 phim Những người đàn ông ở nhà tắm công cộng, Áo cưới, Cầu hôn. Bộ phim khiến khán giả Việt Nam ấn tượng với Kim Hee-sun xinh đẹp chính là Áo cưới năm 1997 và Tình cờ năm 1999. Ở Hàn Quốc, nếu như Áo cưới chính là dấu mốc khiến cô sinh viên chỉ mới 20 tuổi của khoa nghệ thuật diễn xuất Đại học Chung-gang chứng minh được năng lực của mình, thì đến Mr. Q năm 1998 và Tình cờ năm 1999, Kim Hee-sun đã thực sự trở thành một ngôi sao sáng của phim ảnh Hàn. Thời đại Kim Hee-sun. Có thể nói nửa cuối thập niên 1990 chính là thời đại của Kim Hee-sun, theo đúng nghĩa đen. Giai đoạn này, tất cả các phim có sự tham gia diễn xuất của cô đều có rating trên 30%, ngoài trừ phim Câu chuyện New York. Ngoài thành công với vai diễn trong phim, Kim Hee-sun bắt đầu trở thành một biểu tượng thời trang và phong cách. Không chỉ là một diễn viên có khả năng, đối với các ekip sản xuất, Kim Hee-sun đã trở thành cái tên bảo chứng cho sự thành công, cũng như sức ảnh hưởng của một tác phẩm truyền hình đối với công chúng. Với vẻ đẹp mang tính chuẩn mực, gần như tất cả những gì mới lạ cô mang vào tạo hình nhân vật của mình trên phim đều được các khán giả nữ săn lùng, từ buộc tóc vải to bản, chiếc băng đô cài tóc và kiểu tóc hất ngược ra sau, cho tới kẹp tăm kẹp thành hình chữ X hay tóc búi thấp sau gáy với cặp vải có gắn nơ, v.v. Chiếc kẹp tăm đã được bán điên cuồng trên khắp cả nước và đâu đâu cũng thấy phụ nữ kẹp tóc hình chữ X giống Hee-sun xinh đẹp.
Rất nhiều cô gái đã hất ngược mái tóc ra sau rồi cài băng đô để nhìn giống Jisoo xinh đẹp. Nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là câu chuyện về chiếc buộc tóc vải to bản bước ra từ tạo hình của nhân vật Kim Hee-sun trong Mr. Q. Mr. Q là drama có rating cao không tưởng, lên tới 45,3%. Trong phim, Kim Hee-sun vào vai một nhà thiết kế giày với tạo hình nhân vật trẻ trung tươi mới. Chính vì vậy, nhân vật của cô cũng có những lựa chọn thời trang mang tính thiên phong. Và chính chiếc buộc tóc vải bản to bất thường này là một điểm mới lạ của nhân vật so với những kiểu buộc tóc nhỏ thường thấy. Ngay lập tức, cùng với sức nóng của bộ phim có rating cao ngất ngưỡng, sức nóng của sản phẩm giày buộc tóc vải bản to giống của Kim Hee-sun lại một lần nữa làm khuynh đảo thị trường phụ kiện làm đẹp phụ nữ. Và vào thời điểm phim lên sóng truyền hình năm 1999, doanh số bán ra chiếc buộc tóc vải này ở Hàn Quốc lên tới 4 tỷ won. Đây quả là con số không tưởng đối với một món phụ kiện tóc đơn giản bước từ phim truyền hình ra đời sống. Và câu chuyện này đã trở thành một huyền thoại chưa từng có trong lịch sử K-pop. Với sự kiện đặc biệt này, Kim Hee-sun đã trở thành người tiên phong, một trendsetter, người tạo xu hướng trong thời trang. Sự ảnh hưởng ngoài sức tưởng tượng của Kim Hee-sun biến cô trở thành một ngôi sao vừa sáng giá vừa đắt giá và được các đạo diễn tích cực săn đón. Khi muốn làm một bộ phim mới, Hee-sun là cái tên đầu tiên được các đạo diễn nghĩ đến. Nhưng dĩ nhiên cô không có đủ thời gian để tham gia hết và việc cô từ chối một số vai diễn là chính là cơ hội cho các diễn viên đàn em. Có thể nhiều người chưa biết, Kim Hee-sun đã từng được các đạo diễn mời vào vai nữ chính nhưng từ chối rất nhiều phim nổi tiếng, Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Chuyện tình Paris. Nhiều diễn viên chỉ mong đợi Hee-sun sẽ từ chối vai diễn để họ có cơ hội được đạo diễn lựa chọn thay thế cô. Thậm chí có người còn phát biểu, thật tuyệt vời nếu Kim Hee-sun từ chối. Sự nghiệp diễn xuất của cô phát triển rực rỡ đến đầu những năm 2000 và có dấu hiệu chững lại những năm sau đó, khi K-pop ngày càng có nhiều gương mặt mới, đặc biệt là sự nổi lên của những diễn viên cũng sở hữu vẻ đẹp tự nhiên như Song Hye-kyo, Son Ye-jin, Kim Tae-hee. Cô kết hôn vào năm 2007 và sinh con đầu lòng vào năm 2009. Sau một thời gian toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình riêng, cô quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất vào năm 2012 với phim Đức Tin và vẫn xuất hiện đều đặn cho tới nay, tuy có sàng lọc hơn. Thời trang sân bay sành điệu. Trở lại với K-pop sau một thời gian vắng bóng, Kim Hee-sun được truyền thông Hàn săn đón nồng nhiệt. Thời điểm này, các phóng viên rất hay túc trực tại sân bay để có được những tấm ảnh đời thường của các diễn viên. Kim Hee-sun đã xuất hiện với rất nhiều hình ảnh thời trang sân bay gây thích thú cho công chúng vì gu thẩm mỹ của mình. Cách mix match tinh tế của Kim Hee-sun chứng tỏ đẳng cấp thời trang của cô, đồng thời cho thấy dù theo đuổi nhiều phong cách thời trang đa dạng nhưng cô vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có. Trong phẩm chất quý cô, Kim Hee-sun vào vai con dâu của một gia đình tài phiệt giàu có. Vì vậy, thời trang của nhân vật phải luôn thể hiện được đẳng cấp gia đình, phải lộng lẫy và sành điệu. Trong một tập phát sóng của chương trình Now in Bros, MC chủ trì Kang Ho Dong đã có một câu hỏi khó dành cho Kim Hee-sun. Trong ba người, Kim Hee-sun, Kim Tae-hee và Jeon Ji-hyun, theo cô, ai là người đẹp nhất? Không một giây chần chừ, chị đại họ Kim lập tức trả lời, tất nhiên là tôi. Lời đáp trả hết sức thẳng thắn của Kim Hee-sun khiến tất cả khách mời đứng hình mất vài giây vì không ngờ cô lại tự tin đến vậy. Tuy nhiên, sau đó ai cũng phải gật đầu đồng ý rằng, quá thật, Kim Hee-sun vẫn luôn xinh đẹp như thuở mới vào nghề dù sắp bước qua tuổi 45. Từ bỏ cuộc chơi, theo chàng về dinh. Vào năm 2007, ngay trong thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Kim Hee-sun lại gây sốc dư luận khi tuyên bố tạm rời xa ánh đèn sân khấu để lên xe hoa cùng người bạn trai bí mật sau một năm tìm hiểu. Thông tin này lập tức trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội lúc bấy giờ, bởi ai cũng thắc mắc và ngưỡng mộ, người đàn ông nào lại may mắn đến mức chinh phục được trái tim của người đàn bà đẹp Kim Hee-sun. Nhiều fan hâm mộ và cánh nhà báo đã lao vào ngay cuộc truy tìm tung tích về người đàn ông may mắn này và phát hiện, quá thật, với đẳng cấp của một đại minh tinh như Kim Hee-sun, vị hôn phu bí mật của cô cũng không phải dạng thường. Theo nhiều thông tin được công bố, người đàn ông của Kim Hee-sun, Park Joo-young, không chỉ là một doanh nhân thành đạt, sở hữu công ty liên quan đến thẩm mỹ, một trong những lĩnh vực tiềm năng và phát triển mạnh nhất tại Hàn Quốc, mà còn là người thừa kế thứ hai của một tập đoàn chuyên về kiến trúc, xây dựng và sản xuất phim với doanh thu hàng năm đạt hơn mức 15 tỷ won, hơn 300 tỷ Việt Nam đồng vào những năm 2000. Bên cạnh già thế khủng, Đức Lăng Quân của Kim Hee-sun còn là một người đàn ông có học thức cao với tấm bằng ngành luật danh giá của trường đại học Hàn Giang, một trong những ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời và đạt chất lượng giáo dục tốt nhất Hàn Quốc. Ngoài ra, ông xã của Kim Hee-sun còn khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi sở hữu ngoại hình bánh bao cùng chiều cao nổi trội không khác gì các nam diễn viên nổi tiếng hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng Park Joo-young chính là sự kết hợp hài hòa giữa hai tay từ điển trai nhất nhì làng điện ảnh Hàn Quốc Song Seon-hun và Gong Hee-ut. Không như các ông chồng của nhiều sao nữ khác, Park Joo-young luôn sẵn lòng xuất hiện công khai bên cạnh bà xã, kể cả khi tham dự sự kiện, chụp hình tạp chí hay cùng vợ tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Đến nay, dù đã có gần 13 năm gắn bó bên nhau và trải qua không ít sóng gió, Kim Hee-sun và chồng vẫn giữ được mối quan hệ tình cảm nồng nàn như thuở mới yêu, cùng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên cô công chúa xinh xắn.
Từ khi Kim Hee-sun bước chân vào thế giới giải trí và bắt đầu tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người hâm mộ, đến nay đã gần 30 năm. Chặng đường tuy có thăng, có trầm, nhưng mỗi khi nhắc đến Kim Hee-sun, hẳn ai cũng nghĩ ngay đến những cụm từ như gương mặt xinh đẹp nhất Hàn Quốc, cô gái hoàn hảo, và chắc chắn câu chuyện về dây buộc tóc 4 tỷ won cũng sẽ còn được nhắc lại như một minh chứng cho sức ảnh hưởng của cô thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.